bảy hạng hiền thánh, đoạn 74. Ở trên đây có nói, nó trở thành điều kiện cho sự xếp hạng của các vị thánh ra bảy bậc, đoạn 66. Ở đây, trước hết có bảy hạng hiền thánh này: 1. Tùy tín hành; 2. Tín giải thoát; 3. Thân chứng; 4. Câu phần giải thoát; 5. Tùy pháp hành; 6. Kiến đáo; 7. Tuệ giải thoát. Trí hành xả này là một điều kiện cho sự xếp hạng bảy loại hiền thánh này. Đoạn 75. Khi một người tác ý các hành là vô thường và vì có nguyện lực quyết định lớn đạt được tính căn, vị ấy trở thành một tín hành giả vào sát na dự lưu đạo, và trường hợp ba đạo trên đó và bốn quả, vị ấy thành bậc tín giải thoát. Khi một người tác ý các hành là khổ và vì có định lực lớn đạt được định căn, vị ấy được gọi là bậc thân chứng trong cả tám bậc. Vị ấy được gọi là bậc câu phần giải thoát khi đã đạt đến quả tối thượng sau khi đắc luôn các thiền vô sắc. Khi một người tác ý các hành là vô ngã và vì có tuệ lớn đắc tuệ căn, trở thành một bậc tùy pháp hành vào sát na dự lưu đạo trong sáu vị kế tiếp, tức ba đạo ba quả, vị ấy trở thành một bậc kiến chí, và trong trường hợp quả a la hán, vị ấy thành bậc tuệ giải thoát. Đoạn 76. Điều này được nói khi vị ấy tác ý các hành là vô thường, tính căn tăng thạnh nơi vị ấy. Với tính căn tăng thạnh, vị ấy đạt dự lưu đạo và do đó được gọi là bậc tín hành giả. Cũng thế, khi vị ấy tác ý các hành là vô thường, tính căn tăng thạnh nơi vị ấy. Vì tính căn tăng thạnh, vị ấy chứng quả dự lưu và được gọi là bậc tín giải thoát. PS 253. Đoạn 77 lại nói xa hơn. Sau đó, vào sát na đạo lộ thứ nhất, vị ấy đã được giải thoát nhờ có đức tin, nên vị ấy là tín giải thoát. Vị ấy đã chứng ngộ niết bàn bằng kinh nghiệm, nên gọi là bậc thân chứng. Vị ấy đạt niết bàn nhờ thấy, nên gọi là bậc kiến đáo hay kiến chí. Vào các sát na ba đạo lộ còn lại thì vị ấy được giải thoát nhờ tín, nên gọi là bậc tín giải thoát. Vị ấy trước hết trải qua kinh nghiệm thiền rồi mới chứng diệt niết bàn, nên được gọi là bậc thân chứng. Nó được biết, được thấy, được nhận ra, được chứng, được kinh nghiệm với tuệ rằng các hành là khổ, tịch diệt là lạc, nên vị ấy là bậc kiến chí. PS 252. Đoạn 78. Về bốn vị còn lại thì ý nghĩa danh từ cần hiểu như sau: vị ấy theo đức tin nên gọi là tín hành giả, tùy tín hành, hoặc vị ấy đi bằng phương tiện tín, vị ấy theo pháp gọi là tuệ, hay đi nhờ phương tiện pháp gọi là tùy pháp hành. Vị ấy được giải thoát về cả hai phương diện bằng thiền vô sắc và bằng thánh đạo, nên gọi là câu phần giải thoát. Nhờ liễu tri, tuệ mà vị ấy giải thoát, nên gọi là bậc tuệ giải thoát. Trí hành xả đến đây chấm dứt. Ba trí sau cùng chỉ là một. Đoạn 79. Trí hành xả cũng đồng nghĩa với hai trí đi trước nó. Do vậy, cổ đức nói, trí hành xả này chỉ có một nhưng ba tên. Lúc đầu nó có tên là dục thoát trí, chặng giữa nó có tên là tư duy trí, chặng cuối nó có tên là hành xả trí. Đoạn 80. Như thế nào tuệ muốn giải thoát tư duy và xả gọi là hành xả trí? Tuệ muốn giải thoát tư duy và xả chú trọng đến sanh gọi là hành xả trí. Tuệ muốn giải thoát tư duy và xả chú trọng đến khởi, tướng, xem, đờ 37, đến não gọi là trí hành xả. Đoạn 81. Hợp từ muốn giải thoát tư duy và xả cần phân tích như sau: ở giai đoạn 1, nó là ước muốn giải thoát khỏi sanh, vân vân. Nếu một người đã ly dục nhờ trí ly dục và ước muốn ấy gọi là dục thoát trí. Chính tư duy trong giai đoạn 2 với mục đích tìm ra một phương pháp giải thoát thì gọi là trí tư duy. Thái độ xả ở giai đoạn cuối khi đã giải thoát gọi là xả. Về điểm này, luận nói sanh là các hành. Vị ấy nhìn các hành với thái độ xả nên gọi là hành xả. PS 160. Vậy chỉ có một loại trí. Đoạn 82. Lại nữa, ta có thể hiểu như vậy do bản kinh sau: ưa giải thoát,
quán tư duy và xả đối với các hành. Ba thứ này là một về nghĩa, chỉ khác danh. PS 2 64. Xuất khởi quán. Đoạn 83. Khi vị thiện nam tử này đã đạt đến xả đối với các hành như vậy, tuệ vị ấy đã đạt đến tột đỉnh và đưa đến xuất khởi quán. Tuệ đã đạt đến tột đỉnh hay tuệ đưa đến xuất khởi là những tên chỉ ba loại trí là hành xả, thuận thứ và chuyển tánh. Nó đã đạt đến tột đỉnh vì đã đến giai đoạn cuối. Nó được gọi là đưa đến xuất khởi vì nó sắp xuất đầu lộ diện. Đạo lộ được gọi là xuất khởi vì nó nổi lên, lộ ra, bên ngoài thì nổi lên từ đối tượng gọi là tướng, bên trong nó vươn lên khỏi các cấu uế, nhiễm ô, phiền não. Trí này đi đến đạo lộ ấy nên gọi là đưa đến xuất khởi, nghĩa là nó gia nhập đạo lộ. Đoạn 84. Ở đây, để làm sáng tỏ điểm này, có các loại xuất khởi được kể ra tùy theo cách giải thích như sau. 1. Sau khi giải thích nội pháp, đạo xuất khởi từ nội pháp. Chú thích: xuất khởi từ trong được nói tượng trưng do sự kiện rằng trong trường hợp ấy, tuệ đưa đến đạo lộ có một nội pháp làm đối tượng. Nhưng theo nghĩa đen thì đạo lộ xuất khởi từ cả hai, cả nội pháp lẫn ngoại pháp. PM 853. 2. Sau khi giải thích ngoại pháp, đạo xuất khởi từ ngoại pháp. 3. Sau khi giải thích nội pháp, đạo xuất khởi từ ngoại pháp. 4. Sau khi giải thích ngoại pháp, đạo xuất khởi từ nội pháp. 5. Sau khi giải thích sắc, đạo xuất khởi từ sắc. 6. Sau khi giải thích sắc, đạo xuất khởi từ vô sắc. 7. Sau khi giải thích vô sắc, đạo xuất khởi từ vô sắc. 8. Sau khi giải thích vô sắc, đạo xuất khởi từ sắc. 9. Đạo xuất khởi từ năm uẩn. 10. Sau khi giải thích vô thường, đạo xuất khởi từ vô thường. 11. Sau khi giải thích vô thường, đạo xuất khởi từ khổ. 12. Sau khi giải thích vô thường, đạo xuất khởi từ vô ngã. 13. Sau khi giải thích khổ, đạo xuất khởi từ khổ. 14. Sau khi giải thích khổ, đạo xuất khởi từ vô thường. 15. Sau khi giải thích khổ, đạo xuất khởi từ vô ngã. 16. Sau khi giải thích vô ngã, đạo xuất khởi từ vô ngã. 17. Sau khi giải thích vô ngã, đạo xuất khởi từ vô thường. 18. Sau khi giải thích vô ngã, đạo xuất khởi từ khổ. Như thế nào? Đoạn 85. Ở đây, 1. Một người khởi đầu với chính các hành trong thân. Sau khi giải thích chúng, vị ấy thấy được chúng. Nhưng sự xuất khởi của đạo lộ không phải phát sinh chỉ do thấy được nội pháp, mà ngoại pháp cũng cần phải thấy. Bởi thế, vị ấy thấy rằng các uẩn của người khác cũng như các hành phi chấp thủ, các bậc vô tri giác cũng đều vô thường, khổ, vô ngã. Vị ấy lúc thì quán bên trong, lúc thì quán ra ngoài. Khi làm như vậy, nếu tuệ thể nhập đạo lộ khi vị ấy đang quán nội pháp thì được gọi là sau khi giải thích nội pháp, tuệ xuất khởi từ nội pháp. 2. Nếu tuệ thể nhập đạo lộ trong lúc vị ấy đang quán ngoại pháp thì gọi là sau khi giải thích nội pháp, tuệ xuất khởi từ ngoại pháp. 3. Tương tự với trường hợp sau khi quán ngoại pháp, tuệ xuất khởi từ ngoại. Và 4. Sau khi quán ngoại pháp, tuệ xuất khởi từ nội. Đoạn 86. 5. Một hành giả khác thì làm việc phân tích khởi đầu với sắc pháp. Khi làm thế, vị ấy thấy đồng loạt sắc của tứ đại và sắc do tứ đại tạo. Nhưng sự xuất khởi không xảy ra do chỉ thấy sắc mà còn phải thấy được vô sắc. Bởi thế, vị ấy thấy là vô sắc tất cả tâm pháp, thọ, tưởng, hành, thức đã khởi lên với sắc ấy làm đối tượng. Vị ấy khi thì quán sắc, khi thì quán vô sắc. Nếu tuệ thể nhập đạo lộ trong khi vị ấy đang quán sắc thì gọi là sau khi giải thích sắc, tuệ xuất khởi từ sắc. 6. Nhưng nếu tuệ thể nhập đạo lộ trong khi vị ấy đang quán vô sắc thì gọi là sau khi giải thích sắc, tuệ xuất khởi từ vô sắc. 7. Tương tự với trường hợp sau khi giải thích vô sắc, tuệ xuất khởi từ vô sắc. Và 8. Sau khi giải thích vô sắc, tuệ xuất khởi từ sắc. Đoạn 87. 9.
Khi vị ấy đã lý giải như sau: tất cả những gì chịu sanh thì cũng phải chịu diệt. M1380. Vào lúc tuệ xuất khởi, vị ấy được xem là tuệ xuất khởi ngay từ năm Uẩn. Đoạn 88. 10. Một người lúc đầu quán các hành vô thường, nhưng sự xuất khởi không phải chỉ nhờ quán vô thường mà thôi, còn phải quán khổ và vô ngã. Nên vị ấy quán khổ và vô ngã. Khi làm vậy, sự xuất khởi xảy đến trong khi đang quán vô thường thì gọi là sau khi giải thích vô thường, tuệ xuất khởi từ vô thường. 11, 12. Nhưng nếu xuất khởi xảy ra trong lúc quán khổ, vô ngã thì gọi là sau khi giải thích vô thường, tuệ xuất khởi từ khổ, từ vô ngã. Tương tự với các trường hợp còn lại. Đoạn 89. Và dù các vị ấy lúc đầu giải thích các hành là vô thường hay khổ hay vô ngã, đến lúc tuệ xuất khởi xảy ra đang lúc quán vô thường, thì các ba vị đều được tính căn do có quyết định lớn. Họ được giải thoát bằng vô tướng giải thoát và trở thành bậc tùy tính hành vào sát na thuộc đạo lộ thứ nhất, dự lưu đạo. Trong 7 cấp bậc còn lại, họ được gọi là bậc tính giải thoát. Nếu tuệ xuất khởi từ khổ quán, cả ba hạng người ấy có được định căn vì có năng lực tịnh chỉ lớn. Họ được giải thoát với ly dục giải thoát, và trong cả 8 cấp bậc, họ được gọi là bậc thân chứng. Trong số này, người nào có một thiền vô sắc làm căn bản cho tuệ, thì khi đắc quả A-la-hán, vị ấy được gọi là bậc câu phần giải thoát. Và nếu tuệ xuất khởi trong khi quán vô ngã, thì cả ba được tuệ căn vì họ có đại tuệ. Họ được giải thoát với không giải thoát, trở thành những bậc tùy pháp hành vào sát na đạo lộ thứ nhất. 6 giai đoạn kế tiếp, họ được gọi là bậc kiến chí. Ở quả vị cao nhất, họ là bậc tuệ giải thoát. 12 ví dụ. Đoạn 90. Có 12 ví dụ cần hiểu để giải thích tuệ xuất khởi này và các loại trí đi trước và sau nó. Đó là con dơi, con rắn đen, nhà, con bò đực, đứa trẻ, cơn đói, khát, lạnh, nóng, bóng tối và độc chất. Có thể đưa những ví dụ này vào bất cứ đâu trong các loại trí kể từ bố úy trí trở đi. Nhưng nếu chúng được đưa vào ở đây thì mọi sự trở nên sáng sủa kể từ bố úy trí cho đến quả trí. Fusion Knowledge. Đoạn 91. 1. Con dơi. Như có một con dơi đậu trên một cây Maduka có 5 cành, nghĩ, ta sẽ tìm hoa quả ở đây. Nó tra tầm một cành, không thấy hoa hay quả nào đáng hái ở đấy. Và cũng như với cành đầu tiên, nó thử cành thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm mà không có gì. Nó nghĩ, cây này trơ trụi, không có gì đáng hái ở đây. Bởi thế nó mất nỗi hứng thú đối với cây ấy. Nó leo lên một cành thẳng, thò đầu qua khoảng trống trong kẽ lá, nhìn lên, bay lên không trung, rồi đậu qua một cây khác. Đoạn 92. Ở đây, thiền giả ví như con dơi. Năm uẩn trói buộc, thủ uẩn như cây có 5 cành. Thiền giả giải thích năm uẩn như con dơi đậu trên cây. Vị ấy quán sắc uẩn, và khi không thấy gì đáng lấy ở trong đó, tiếp tục quán các uẩn khác, ví như con dơi tìm ở một cành mà không thấy gì ở đó, thử các cành còn lại. Ba trí của vị ấy khởi từ trí dục thoát, sau khi đã trở nên ly dục đối với năm uẩn, do thấy các đặc tính vô thường vân vân của chúng, là ví như con dơi nghĩ, cây này không quả, không có gì đáng lấy, và mất hứng thú. Trí thuận thứ của vị ấy giống như con dơi leo lên cành cây thẳng tắp. Trí chuyển tánh của vị ấy giống như con dơi thò đầu qua kẽ lá mà nhìn lên trời. Đạo trí ví như con dơi bay lên không trung, quả trí ví như con dơi đậu trên một cây khác. Đoạn 93. 2. Con rắn đen. Ví dụ này đã được nói đến ở đoạn 49. Nhưng ở đây ẩn dụ là trí chuyển tánh ví như ném con rắn đi xa. Đạo trí như khi anh ta đứng nhìn lại nơi mình đã bỏ đi sau khi thoát ra khỏi nơi ấy. Quả trí ví như anh đang đứng ở một chỗ thoát khỏi nguy hiểm sau khi đã đi xa. Đó là chỗ khác biệt. Đoạn 94. 3. Cái nhà. Giả sử chủ nhân một ngôi nhà ăn chiều xong vào giường rồi thiếp ngủ. Ngôi nhà bốc lửa. Khi ông ta thức dậy thấy nhà cháy thì đâm hoảng, nghĩ tốt nhất là ta được thoát ra không bị thiêu cháy. Nhìn quanh, ông thấy một lối đi. Thoát ra ngoài,
ông vội vã đi đến một nơi an toàn và ở đó. Đoạn 95. Ở đây, kẻ phàm phu ngu si xem năm uẩn là tôi và của tôi. Ví như chủ nhà ngủ quên sau khi ăn xong, vào giường. Trí bố úy sau khi gặp chánh đạo và thấy ba đặc tính, ví như người ấy hoảng sợ khi thức dậy trông thấy ngọn lửa. Trí dục thoát ví như người ấy tìm một lối để thoát ra ngoài. Trí thuận thứ ví như người ấy trông thấy lối ra. Trí chuyển tánh ví như người kia đi ra. Đạo trí ví như người kia mau bỏ đi xa. Quả trí như người ấy đứng trên chỗ đất an ổn. Đoạn 96. 4. Bò đực. Ví như vào một đêm, người nông phu say ngủ, những con bò đực của anh ta sổng chuồng thoát ra. Sáng sớm hôm sau, đi đến chuồng anh ta thấy bò đã bỏ trốn. Anh ta đi tìm chúng và gặp phải bò của vua mà tưởng của mình nên dắt chúng về. Khi trời sáng tỏ mới nhận ra rằng đó không phải bò của mình mà là của vua. Anh ta hoảng sợ nghĩ ta sẽ chạy trốn trước khi lính nhà vua bắt ta vì tưởng là kẻ trộm, đưa ta đến chỗ tàn mạc khốn đốn. Rồi anh ta bỏ những con bò kia chạy thoát. Anh đứng lại ở một nơi đã thoát hiểm. Đoạn 97. Ở đây, kẻ ngu phu cho năm uẩn là tôi và của tôi cũng như người kia bắt nhầm bò của vua. Thiền giả nhận ra năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã nhờ ba pháp ấn, ví như người kia nhận ra bò của vua khi trời sáng tỏ. Trí bố úy ví như khi người hoảng sợ. Trí dục thoát ví như người kia mong muốn bỏ những con bò để đi xa. Chuyển tánh ví như khi thực sự đi xa. Đạo trí ví như sự thoát ly của người ấy. Quả trí ví như người ấy đứng ở chỗ không còn sợ hãi sau khi đã đi thoát. Đoạn 98. 5. Quỷ la sát. Như có người đàn ông sống chung với một con quỷ cái ăn thịt người. Về đêm, khi tưởng anh ta đã ngủ, nó đi đến chỗ đặt tử thi để ăn thịt người chết. Anh ta tự hỏi, không biết nàng đi đâu, bèn theo dõi và thấy nàng ăn thịt người, mới biết đó là phi nhân. Anh ta sợ hãi nghĩ, ta sẽ thoát ra trước khi bị nó ăn thịt, vội vàng trốn đi, anh đến một nơi an ổn, ở lại đấy. Đoạn 99. Ở đây, xem năm uẩn là tôi và của tôi là ví như người sống với quỷ. Nhận ra năm uẩn là vô thường nhờ thấy ba tướng, là như người kia nhận ra bà ấy là quỷ khi thấy bà ăn thịt người. Trí bố úy ví như lúc người kia hoảng sợ. Trí dục thoát ví như khi anh ta mong muốn thoát ly. Chuyển tánh ví như anh ta rời khỏi rừng tử thi. Đạo trí ví như anh ta vội vàng chạy thoát. Quả trí ví như lúc anh đứng ở chỗ thoát hiểm. Đoạn 100. Đứa trẻ. Như có người đàn bà rất yêu con, trong khi đang ngồi trên lầu, bà nghe tiếng trẻ khóc dưới đường cái. Tưởng có kẻ đánh con mình, bà vội chạy xuống. Vì tưởng lầm, bà bế một đứa con của người khác lên. Khi nhận ra không phải con, bà hổ thẹn nhìn quanh, nghĩ, mong đừng ai nói ta là kẻ mẹ mìn. Bà vội vã thả ngay đứa trẻ tại chỗ, trở lên ngồi một mình. Đoạn 101. Ở đây, xem năm uẩn là tôi hay của tôi, ví như bà kia lầm đứa trẻ là con mình. Khi nhận ra đây không phải là tôi, của tôi, là như khi bà kia nhận ra không phải con mình. Trí dục thoát ví như lúc bà nhìn quanh. Trí thuận thứ như khi bỏ đứa trẻ xuống. Trí chuyển tánh như bà đứng giữa đường sau khi bỏ đứa trẻ xuống. Đạo trí như khi bà trở lên lầu. Quả trí như khi bà ngồi xuống. Đoạn 102. 7-12. Đói, khát, lạnh, nóng, bóng tối và độc dược. Sáu ví dụ này được đưa ra để chỉ rằng một người có tuệ dẫn đến xuất khởi thì khuynh hướng thiên về, nghiêng về hướng các pháp siêu thế. Đoạn 103. Như một người kiệt sức vì đói thì thèm ăn. Cũng thế, thiền giả thèm thức ăn chánh niệm về thân, thân hành niệm có vị bất tử. Đoạn 104. Như người khát cháy cổ khao khát được nước uống có nhiều vị. Cũng vậy, hành giả khát khao thức uống vi diệu thánh đạo tám ngành. Đoạn 105. Như người trét cống khao khát hơi ấm. Cũng vậy, thiền giả khát khao ngọn lửa đạo lộ đốt cháy phiền não. Đoạn 106. Như người xỉu vì hơi nóng khát khao được mát, hành giả cũng vậy khát ái niết bàn. Đoạn 107. Như người ngộp trong bóng tối khát khao ánh sáng,
Thiên giả cũng thế, bị trùm phủ trong bóng tối vô minh, khát khao ánh sáng của đạo trí. Đoạn 108. Như người trúng độc khát khao liều thuốc giải, cũng vậy, thiên giả này trúng độc phiền não khao khát niết bàn, vị thuốc bất tử hủy diệt độc tố phiền não. Đoạn 109. Do đó trên đây nói, khi hành giả biết và thấy vậy, tâm vị ấy lùi lại, co lại, dội lại từ ba hữu, bốn sanh, năm thú, bảy thức trú và chín hữu tình cư. Tâm vị ấy không còn đi đến chúng như những giọt nước co lại trên ngọn lá sen. Đoạn 110. Nhưng ở điểm này, vị ấy được gọi là người độc hành độc bộ. Về một người như vậy có câu, khi tỷ kheo độc cư, đào luyện tâm viễn ly, vị ấy không trở lại ở trong các hữu này. SN 810. Cái gì làm nên sự khác biệt trong các giác chi, vân vân, thuộc thánh đạo? Đoạn 111. Trí hành xả chủ yếu là khiến hành giả độc cư, nó cũng làm nên sự khác nhau trong con số những giác chi, đạo chi và thiền chi của thánh đạo, cách thế tiến triển và loại giải thoát. Vì có ba thuyết. Một là nói chính thiền làm căn bản cho tuệ xuất khởi, làm nên sự khác biệt trong con số những giác chi, đạo chi và thiền chi. Một là nói chính các uẩn, đối tượng của tuệ làm nên sự khác nhau. Một là nói khuynh hướng cá nhân làm nên khác nhau. Ở Mogavapi, nhưng tuệ chuẩn bị và tuệ xuất khởi mới thực là yếu tố làm nên khác nhau trong thuyết của họ. Chú thích: thuyết đầu là của trưởng lão Kulanaga, thứ hai là của trưởng lão Mahadatta ở Gogavabi, thứ ba là của trưởng lão Kulabaya, PM 856. Đoạn 112. Ta hãy tuần tự đề cập đến ba thuyết ấy. Theo thuyết đầu, đạo khởi lên nơi một hành giả càng tuệ, và đạo khởi lên nơi người có một thiền chứng nhưng chưa làm cho thiền ấy thành căn bản của tuệ, và đạo được làm khởi lên nhờ quán các hành không tương quan sau khi dùng sơ thiền làm căn bản cho tuệ, là những đạo lộ thuộc sơ thiền mà thôi. Trong mỗi trường hợp có 7 giác chi, 8 đạo chi và 5 thiền chi. Vì trong khi tuệ chuẩn bị của họ có thể câu hữu hỷ hoặc xả, thì lúc tuệ đạt đến trạng thái hành xả vào lúc xuất khởi, nó câu hữu hỷ. Đoạn 113. Khi những đạo được làm cho khởi lên bằng cách dùng nhị, tam và tứ thiền trong hệ thống năm thiền làm căn bản cho tuệ, thì thiền trong các đạo lộ ấy tuần tự có 4, 3 và 2 thiền chi. Nhưng trong mỗi trường hợp, đạo chi có 7 và trường hợp thứ tư có 6 giác chi. Sự khác biệt này vừa do chủ yếu bằng thiền căn bản, vừa do chủ yếu bằng tuệ. Vì trong khi tuệ chuẩn bị của những vị ấy có thể câu hữu hỷ hay xả, tuệ đưa đến xuất khởi lại chỉ câu hữu hỷ mà thôi. Đoạn 114. Tuy nhiên, khi đạo lộ được phát sinh nhờ lấy đệ ngũ thiền làm căn bản, thì khi ấy những thiền chi có 2, xả và nhất tâm, có 6 giác chi và 7 đạo chi. Sự khác biệt này cũng thế là do cả hai loại chủ yếu. Vì trong trường hợp này, tuệ chuẩn bị hoặc câu hữu hỷ hay xả, nhưng tuệ xuất khởi thì chỉ câu hữu xả mà thôi. Cùng phương pháp ấy áp dụng cho trường hợp đạo được làm khởi lên do lấy thiền vô sắc làm căn bản. Lại nữa, khi đạo lộ phát sinh sau khi xuất khởi từ thiền căn bản, nhờ quán bất cứ hành nào không tương quan đến thiền ấy, thì khi ấy chính thiền chứng nổi lên từ cái điểm gần nhất với đạo lộ, làm cho nó giống với chính nó, như màu đất giống màu con tắc kè. Đoạn 115. Nhưng trong thuyết thứ hai, đạo lộ giống với tất cả thiền chứng nào trợ lực trong việc làm phát sinh đạo lộ qua sự quán bất cứ pháp gì của đạo lộ ấy sau khi xuất khởi từ nó. Và ở đây, sự chủ yếu do tuệ cần hiểu tương tự như trước. Đoạn 116. Trong thuyết thứ ba, đạo lộ giống với bất cứ thiền chứng nào hợp khuynh hướng mỗi người trợ lực cho việc phát sinh đạo lộ. Nhờ quán bất cứ pháp nào của đạo lộ ấy trong lúc dùng nó làm căn bản cho tuệ. Nhưng điều này không hoàn tất, chỉ nhờ khuynh hướng mà thôi. Nếu thiền ấy chưa được làm thành căn bản cho tuệ, hay nếu thiền ấy chưa được quán sát. Và ý nghĩa này cần làm sáng tỏ với kinh giáo giới Nanda, M2277. Ở đây cũng thế, chủ chốt do tuệ cần hiểu như đã nói.
Trên đây nói trí hành xả làm nên số lượng các giác chi, đạo chi và thiền chi như thế nào. Đoạn 117, sự tiến triển. Nhưng nếu từ đầu tuệ chỉ có thể dẹp phiền não cách khó khăn, có nỗ lực, cần nhắc bảo, thì tuệ ấy gọi là khó tiến, ngược lại là dễ tiến. Và khi sự xuất hiện của đạo lộ, mục tiêu của tuệ xảy đến cách chậm chạp sau khi các phiền não được dập tắt, thì gọi là thắng trí chậm lục, ngược lại là thắng trí linh lợi. Như vậy trí hành xả này khi đến đích đem lại cho đạo lộ cái tên của nó theo từng trường hợp, cho nên đạo lộ có 4 tên tùy theo loại tiến triển. D3228. Đoạn 118. Với tỷ kheo này thì sự tiến triển có khác nhau trong 4 đạo, với vị khác thì không thế. Đối với chư Phật thì 4 đạo dễ tiến, thắng trí linh lợi, và cũng vậy đối với bậc tướng quân chánh pháp tôn giả Sariputta. Nhưng trong trường hợp ngài Đại Mục Kiền Liên thì đạo lộ thứ nhất dễ tiến, thắng trí linh lợi, mà các đạo khác thì khó tiến, thắng trí chậm lục. Đoạn 119. Ưu thắng. Và cũng như với các loại tiến triển, cũng vậy với các loại ưu thắng. Chú thích: 4 ưu thắng là dục, tinh tấn, nhất tâm, trạch pháp, khác nhau ở 4 đạo với một tỷ kheo này, giống nhau với tỷ kheo khác. Vậy chính hành xả trí làm nên khác nhau trong tiến triển. Giải thoát. Trên kia đã nói hành xả gây nên khác nhau thế nào trong giải thoát. D66 và kế tiếp. Đoạn 120. Lại nữa, đạo lộ lấy tên của nó vì năm lý do: 1. Do bản chất riêng nó. 2. Do cái nó đối lập. 3. Do đặc tính của nó. 4. Do đối tượng của nó. Và 5. Do cách thức nó đạt đến. Đoạn 121. 1. Nếu trí hành xả đem lại xuất khởi nhờ quán các hành vô thường, thì giải thoát xảy đến với vô tướng giải thoát. Nếu nó làm phát sinh sự xuất khởi do quán các hành là khổ, thì giải thoát xảy đến với ly dục giải thoát. Nếu nó làm phát sinh xuất khởi nhờ quán vô ngã, thì giải thoát xảy ra với không giải thoát. Đây là tên của giải thoát tùy theo bản chất của nó. Đoạn 122. 2. Khi đạo lộ này được đạt với sự từ bỏ các tướng thường, bình bỉ, bất diệt, bằng cách phân tích tính cách nguyên vẹn trong các hành bằng quán vô thường, thì nó được gọi là vô tướng. Khi đạo lộ được đạt đến cùng với sự khô ráo mọi dục vọng bằng cách từ bỏ lạc tưởng qua phương tiện quán khổ, thì đạo lộ ấy được gọi là ly dục. Khi các hành được thấy là trống không nhờ từ bỏ ngã tưởng hay tưởng về một cá nhân, con người bằng quán vô ngã, thì đạo lộ có tên là không. Đây là tên của đạo lộ tùy theo cái nó chống lại. Đoạn 123. 3. Nó trống không vì không có tham, vân vân. Nó không tướng hoặc vì không có tướng sắc, vân vân. Hay chỉ là không có tướng tham, vân vân. Nó vô dục vì không có dục tham, vân vân. Đây là tên gọi tùy theo đặc tính của chính nó. Đoạn 124. 4. Nó cũng gọi là không, vô tướng, vô dục, vì nó lấy niết bàn không, vô tướng, vô dục làm đối tượng. Đây là tên của nó tùy đối tượng. Đoạn 125. Cái cách đạt đến có hai là cách của tuệ và của đạo lộ. Cách của tuệ áp dụng cho đạo và cách của đạo lộ áp dụng cho quả. Lại, quán vô ngã gọi là không, và đạo lộ đạt được nhờ không tuệ ấy thì gọi là không. Quán vô thường gọi là vô tướng, và đạo lộ đạt được nhờ vô tướng tuệ quán gọi là vô tướng. Đoạn 126. Nhưng trong khi tên này không được phương pháp Abhidhamma chấp nhận, nó lại được kinh điển chấp nhận, vì do phương pháp này mà chuyển tánh lấy tên vô tướng bằng cách lấy niết bàn vô tướng làm đối tượng của nó. Và trong khi chính nó vẫn ở nguyên tại đạt điểm, nó cho đạo lộ cái tên của nó. Do vậy, đạo lộ được gọi là vô tướng, và quả của nó cũng có thể gọi là vô tướng theo cách đạt đến của đạo lộ. Đoạn 127. Sau hết, quán khổ được gọi là vô dục, vì nó đạt đến đạo lộ bằng cách làm khô ráo dục vọng đối với các hành. Đạo lộ đạt nhờ ly dục tuệ quán gọi là ly dục đạo. Quả của ly dục đạo cũng là ly dục. Bằng cách ấy,
Tuệ Quán chuyển cho đạo lộ cái tên của nó, và đạo lộ lại chuyển tên cho quả. Đây là tên gọi tùy theo cách chứng đạt. Trên đây là nói hành xả làm nên sự sai biệt trong các giải thoát như thế nào. Trí hành xả đến đây là chấm dứt. Trí thuận thứ, đoạn 128. Khi hành giả tu tập làm cho sung mãn trí hành xả, tính lực vị ấy trở nên quyết định hơn, tấn lực điêu luyện hơn, định lực an trú hơn, tâm định tĩnh hơn, còn hành xả thì tinh tế hơn. Đoạn 129. Vị ấy nghĩ bây giờ đạo lộ sẽ sanh khởi. Trí hành xả sau khi quán các hành vô thường hay khổ hay vô ngã, bây giờ chìm vào hữu phần. Kế tiếp hữu phần, ý môn hướng tâm khởi lên, lấy các hành làm đối tượng kể như vô thường, khổ hay vô ngã tùy theo cách của hành xả. Rồi tiếp theo, tâm, tác ý hay hướng tâm, duy tác khởi lên thay hữu phần, tốc hành tâm đầu tiên khởi lên, lấy các hành làm đối tượng theo kiểu ấy, duy trì tính tương tục của tâm thức. Chú thích, duy trì tương tục tính của tâm thức bằng sự không gián đoạn, nghĩa là không sanh khởi tâm không giống với nó. Vì khi hữu phần, tức ý thức giới, được thay bằng duy tác ý giới của ngũ môn hướng tâm, 70 trong độ biểu, thì sự sanh khởi của tâm duy tác làm nên một kẽ hở, một gián đoạn giữa sự sanh khởi của tâm dị thục là hữu phần và các tâm kế tiếp. Nhưng đây không phải như vậy. Với ý môn hướng tâm, 71, tức ý thức giới, PM 862, xem độ biểu lộ trình tâm. Đây gọi là chuẩn bị. Kế đó, một tốc hành tâm thứ hai khởi lên cũng lấy các hành làm đối tượng như thế. Đây gọi là thuận thứ. Đoạn 130. Những tên gọi này là tên riêng của chúng, nhưng có thể gọi cả ba tốc hành tâm là tập hành hay chuẩn bị hay cận hành hay thuận thứ, không phân biệt. Thuận thứ là thuận theo cái gì? Theo cái đi trước và sau, vì nó thuận theo các chức năng của chân lý trong tám thứ quán trí, insight, knowledge. Đi trước cũng như trong 37 bồ đề phần pháp đi sau. Đoạn 131. Vì sự sanh khởi của nó liên hệ đến các hành qua quán, các đặc tính vô thường, v.v. nên có thể nói, trí sinh diệt thấy được sự sinh và diệt của những pháp có sinh diệt, và hoại trí thấy sự tan rã của những pháp có tan rã. Và chính cái gì kinh khủng là có vẻ kinh khủng đối với trí bố úy, và trí quá hoạn thấy được nguy hiểm trong những gì nguy hiểm. Và trí ly dục quả thực trở nên vô dục đối với những gì cần được nhìn với thái độ ly dục. Và trí dục thoát phát sinh ước mong giải thoát khỏi những gì cần thoát khỏi. Và cái gì được tư duy bởi trí tư duy quả thật là những gì cần được tư duy. Và cái được nhìn với xả bằng trí hành xả quả là cái cần được nhìn với xả. Như vậy, nó thuận theo những nhiệm vụ của sự thật về 8 loại trí này, cũng như về 37 bồ đề phần pháp, trợ đạo pháp tiếp theo, vì chúng cần phải đạt bằng cách thể nhập. Đoạn 132. Như một ông vua công chính ngồi ở pháp đình để nghe những lời phán quyết của quan tòa, vừa để trừ khử thiên vị và giữ thái độ vô tư, ông vua đó phải thuận theo vừa sự phán quyết của họ, vừa theo tục lệ vua chúa truyền bằng câu nói. Hãy là như vậy, ở đây cũng thế. Đoạn 133. Thuận thứ ví như ông vua, 8 loại trí như 8 quan tòa, 37 trợ đạo phẩm ví như tục lệ vua chúa cổ truyền. Ở đây, cũng như vua thuận theo lời nói, hãy như vậy, vừa theo quan tòa, vừa theo lệ cổ, trí thuận thứ cũng thế. Cái trí khởi lên liên hệ với hành nhờ quán vô thường, v.v. thuận theo nhiệm vụ của chân lý trong 8 loại trí, cũng như trong 37 trợ đạo phẩm tiếp theo. Do vậy, nó được gọi là trí thuận thứ với sự thật. Trí thuận thứ đến đây chấm dứt. Đoạn 134. Mặc dù trí thuận thứ này là kết thúc của tuệ dẫn đến xuất khởi có hành làm đối tượng, song trí chuyển tánh là trí cuối cùng của tất cả các loại tuệ dẫn đến xuất khởi. Tham chiếu kinh điển. Đoạn 135. Những tham chiếu kinh điển sau đây cần được biết để khỏi lẫn lộn về tuệ dẫn đến xuất khởi. Vì tuệ dẫn đến xuất khởi này được gọi là Atamayata. Chú thích, chữ này không có trong từ điển của Pali Text Society, dịch là Alertness. Nó được phân tích thành Atamayata, không được làm thành bởi một pháp nào cả, có nghĩa là không bám víu vào một hình thức hiện hữu nào.
Trong kinh phân biệt sáu xứ như sau: Này các tỷ kheo, bằng cách tùy thuộc y cứ vào tánh không bám víu này, Atamayata, hãy từ bỏ vượt qua cái xả nhất diện, y cứ nhất diện. Equanimity, that's unified, based on unity. B3220. Trong kinh Alagada, nó được gọi là ly dục, Nibbida, như sau: Nhờ ly dục, tham của vị ấy đoạn tận, với tham đoạn tận vị ấy giải thoát. M1139. Trong kinh Susima, nó được gọi là trí biết tương quan các pháp, như sau: Này Susima, trước hết có trí về tương quan các pháp, sau đó có trí về niết bàn. S2124. Trong kinh Buddhahapada, nó được gọi là tột đỉnh của tưởng Sanatga, như sau: Trước tiên, này Pathabada, tột đỉnh của tưởng khởi lên, rồi sau đó là trí. D1185. Trong kinh Dasutara, nó được gọi là yếu tố chính của thanh tịnh Parisuddhi Padaniyaga, như sau: Đạo tri kiến thanh tịnh là yếu tố chính của thanh tịnh. D2288. Trong Patisambhidamagga, nó được gọi bằng ba tên như sau: Dục thoát, quán tư duy và hành xả. Cả ba thứ này chỉ có một nghĩa mà tên khác. PS 264. Trong Pathana, nó được gọi bằng hai tên là thuận thứ chuyển tánh và thuận theo sự thanh tịnh. Trong kinh Rathavinita, nó được gọi là đạo tri kiến thanh tịnh như sau: Nhưng này hiền giả, thế nào là vì mục đích thanh tịnh tri kiến về đạo mà đời sống phạm hạnh được sống dưới Đức Thế Tôn? M1147. Đoạn 136. Bậc Đại Thánh tuyên thuyết tuệ vắng lặng thanh tịnh dẫn đến sự xuất khởi bằng nhiều tên khéo chọn, vũng lầy khổ sinh tử thật rộng và khủng khiếp, người trí hãy tinh cần để đạt tuệ xuất khởi. Chương thứ 21 gọi là mô tả về đạo tri kiến thanh tịnh trong luận về tuệ tu tập thuộc thanh tịnh đạo, được soạn thảo vì mục đích làm cho những người lành hoan hỷ.